sắc hoa hồng, tâm tình nồng nàn con dâng tiến lên. Với lời chúc khen, mẹ luôn phúc ân dư đầy. Chúa ở cùng mẹ, mẹ như đóa hoa nhiệm màu, tỏa hương thơm ngát, trung trinh mến yêu khiêm nhường. Đoàn con dâng lên muôn sắc hoa tươi, dâng mẹ Chúa thiên đình, chúng con dâng mẹ Chúa trời. Sầu bi chịu muôn đớn đau ưu phiền, đoàn con tha thiết ăn năn thống hối lỗi lầm. Sẽ đi vào cái phần thứ nhất của buổi trò chuyện ngày hôm nay, đó là phần trao đổi những cái vấn đề chung của cái chủ đề này là cầu nguyện với tin mừng côi. Câu hỏi đầu tiên mà con muốn hỏi đến thì con muốn dành cho cha Phêrô, đó là cũng giống như con thì cũng rất là nhiều người vẫn chưa có đọc kinh mừng côi đó, vẫn đọc kinh mừng côi hàng ngày đó, nhưng mà chúng con vẫn chưa biết rõ là nguồn gốc của kinh mừng côi là từ đâu và có từ khi nào, thì mong cha giải đáp cho chúng con cái thắc mắc này. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, nói đến kinh mừng côi là nói đến mẹ Maria, và con đi tu dòng Đa Minh thì con cũng được thừa hưởng vua nhà dòng, thì con vẫn nghe thấy các cha nói rằng là dòng Đa Minh có di sản đó là kinh mừng côi. Nói đến kinh mừng côi thì chúng ta đọc kinh hàng ngày, nó là lời cầu nguyện, có thể nói là nó rất là gần gũi đối với cá nhân con. Bất cứ lúc nào đi đường, đi xe hay là đi ngủ cái gì, chúng ta cũng có thể đọc kinh mừng côi được ha. Thế thì thầy Huy có hỏi đến nguồn gốc của kinh mừng côi, thì con cũng đã nói đó, kinh mừng côi phát xuất từ mẹ Maria. Mỗi khi chúng ta suy niệm kinh mừng côi là chúng ta cùng với mẹ Maria suy niệm cuộc đời của Chúa, chắc chắn là Đức Mẹ là gắn bó với Chúa rất là nhiều. Nói về lịch sử thì nói đến lịch sử kinh mừng côi thì người ta nghĩ ngay đến Thánh Đa Minh. Thánh Đa Minh đi rao giảng, đặc biệt trong cái thời đại mà có rất là nhiều bè rối, thì Thánh Đa Minh tối về cũng đã cầu nguyện và cũng đã khóc, là không biết làm cách nào để cho những người lạc giáo có thể trở về, những người không biết Chúa có thể là biết Chúa. Thì là mẹ Maria đã hiện ra với Thánh Đa Minh và chỉ cho Thánh Đa Minh cách cầu nguyện với kinh mừng côi. Và nhà dòng Đa Minh của chúng con cũng đã được thừa hưởng cái di sản đạo đức đó là cầu nguyện với kinh mừng côi. Thế nhưng mà đối với các nhà sử học thì nếu như đọc kinh mừng côi là suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu, mỗi nhiệm năm sự vui là Chúa Giêsu sinh ra, mỗi nhiệm năm sự sáng là Đức Giêsu đi rao giảng,
và mầu nhiệm năm sự thương Đức Giêsu chịu đau khổ, mầu nhiệm năm sự mừng Đức Giêsu sống lại. Thì với việc cầu nguyện qua sự suy niệm cuộc đời của Chúa Cứu Thế, thì có thể nói rằng ngay từ thời giáo hội sơ khai, chắc chắn là khi Đức Mẹ cùng với các tông đồ họp nhau cầu nguyện, thì Đức Mẹ cũng đã từng chia sẻ với các tông đồ về việc Đức Giêsu sinh ra ở Bethlehem như thế nào, trốn sang Ai Cập như thế nào, rồi Đức Giêsu lạc mất trong đền thờ, vân vân và vân vân. Đức Mẹ cũng đã kể những cái chuyện mà Chúa Giêsu đi rao giảng và đã làm nhiều phép lạ, nhất là Đức Giêsu đã bị đóng đinh trên thập giá mà người Maria đứng trên thập giá và Đức Giêsu đã sống lại như thế nào. Thế thì nếu như việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi là cùng với Đức Mẹ suy niệm về cuộc đời, hành trình cứu độ của Đức Giêsu, thì có thể nói rằng là việc cầu nguyện này đã có từ thời giáo hội sơ khai, các tông đồ cùng với Đức Mẹ cho đến Thánh Đa Minh, và cụ thể hơn nữa là khi Đức Mẹ hiện ra tại Fatima vào năm 1917, thì chính Đức Mẹ cũng đã truyền cho các trẻ, nói với tất cả mọi người hãy siêng năng lập chuỗi Mân Côi. Dĩ nhiên là với thời gian thì Kinh Mân Côi của chúng ta đấy, ví dụ như tới năm 2000 thì Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II ấy, cũng đã thêm về mầu nhiệm năm sự sáng nữa, theo năm tháng, theo thời gian. Thì ngày hôm nay chúng ta đã có việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi qua bốn mầu nhiệm: năm sự vui, năm sự sáng, năm sự thương và năm sự mừng. Qua lịch sử một chút như thế để chúng ta thấy rằng việc cầu nguyện với Kinh Mân Côi đã có từ thời xã hội sơ khai, có thể khẳng định như thế, để rồi chúng ta cũng an tâm yêu mến và đọc Kinh Mân Côi như một phương thức cầu nguyện rất là hữu hiệu và đơn giản. Chúng ta có thể cầu nguyện với Kinh Mân Côi mỗi ngày và trong mọi hoàn cảnh. Chúng con xin cảm ơn cha vì câu trả lời hết sức là dễ hiểu để cho chúng con hiểu hơn về cái nguồn gốc của Kinh Mân Côi. Vậy câu hỏi thứ hai con muốn hỏi cho chị Tuyền một chút xíu. Chị Tuyền cũng là một giáo dân, cũng đã có thời gian trải qua việc đọc Kinh Mân Côi. Thì không biết là với cái truyền thống đọc Kinh Mân Côi như vậy thì giáo hội có bắt buộc là mình phải đọc kinh ở chỗ nào hay phải đọc bao nhiêu một ngày, thì chị có thể cho em cũng như là cho cộng đoàn hiểu hơn về cái vấn đề này được không ạ? Vâng, thưa cộng đoàn, thì như cộng đoàn được biết hoặc là như bản thân con trước kia mà con cũng chưa có cái những cái sự hiểu biết rộng, thì mình cứ nghĩ là việc đọc kinh là mình phải đến nhà thờ hoặc là mình đến nhà nguyện hoặc là đến các cái đài nếu mà có tượng Đức Mẹ, có tượng Chúa hoặc là tượng các thánh, hoặc là mình đọc kinh trước bàn thờ gia đình. Nhưng mà sau này thì con được biết là việc đọc kinh Mân Côi nó không chỉ gói gọn trong những cái nơi mà trang nghiêm, trang trọng như vậy, mà mình việc đọc kinh của mình nó có thể được diễn ra ở bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu và trong cái thời điểm nào, nếu như mà trong cái thời điểm đó mà chúng ta có cái tâm tình và chúng ta đọc kinh Mân Côi thì tất cả đều được. Và nhất thiết, và cũng như là cũng đoàn biết là khi mà mình đọc kinh Mân Côi thì không nhất thiết là mình phải có cái chuỗi tràng hạt trên tay, thì mình cũng có thể là mình lần hạt bằng những cái ngón tay của mình. Và cũng không nhất thiết là chúng ta buộc chúng ta là phải đọc 150 đọc một chuỗi kinh 50 cho nó đủ, mà chúng ta có thể đọc bao nhiêu nhưng mà tùy vào cái thời gian mà lúc đó chúng ta có và chúng ta có cái tâm tình ngay lúc đó thì đều được hết. Thì thế mà con nhớ như một triết gia có nói mà khi chúng ta đọc kinh như vậy thì nó là một cái lời cầu nguyện rất là gần, vì chúng ta đọc được bất cứ ở đâu, bất cứ khi nào. Và triết gia đó có nói đó là cách mà chiêm niệm bên vệ đường, là bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào và bất cứ khi nào đều được. Và như vậy thì con nghĩ là Kinh Mân Côi nó rất là như là một người bạn rất là chân tình, trung thành trong cái đời sống của mỗi người chúng ta, vì luôn theo bên người chúng ta ở bất cứ mọi nơi. Và như thế thì Kinh Mân Côi như là một cái hành trang gói gọn mà giúp chúng ta thánh hóa bản thân của chúng ta, thánh hóa gia đình và thánh hóa xã hội. Và con nghĩ là gần gũi như thế, thân thiện như thế thì Kinh Mân Côi chẳng khác nào như là một chiếc điện thoại di động. Nó như là hòa mình, chiếc điện thoại này nó hòa mình và hòa vào cái mạng đời sống thiêng liêng của mỗi người chúng ta. Con nghĩ và con cũng đã chia sẻ với cộng đoàn như thế.
Kính thưa cộng đoàn, xin thầy Huy cha cũng nói thêm một ý nữa. Thực ra thì cũng có nhiều người nhắn tin về hỏi con là cha ơi, con vừa nấu cơm con đọc kinh Nguyên Cô có được không, hay là con vừa quét nhà con, hay là con ở làm trên cơ sở may con có thể đọc kinh được không. Thì như là chị Tuyền cũng có chia sẻ đó, đọc kinh Nguyên Cô thì không chỉ là đọc kinh ở nhà thờ, đọc kinh ở trước đài, nhưng mà chúng ta có thể đọc kinh ở mọi lúc mọi nơi. Có lần con chia sẻ mà cũng có nhiều người cũng lại hỏi lại con đó, rằng là thật sự thì có những lúc đi tắm con cũng còn có thể đọc kinh Nguyên Cô được. Thì thật ra thì con cũng download cái giờ kinh Nguyên Cô ở trên máy điện thoại đó, thì đặc biệt là trong những lúc mà căng thẳng hay là trong những lúc mà mình thích thì con cũng mở cái kinh Nguyên Cô lên, thì có thể là quét nhà, thậm chí là mình đi tắm mình cũng mở kinh Nguyên Cô lên để mình cũng hiệp ý vào đó. Thế thì tiếp nối cái ý của chị Tuyền, chúng ta có thể đọc kinh Nguyên Cô trong mọi hoàn cảnh. Đây là một lời kinh có thể nói là quá tuyệt vời và quá thuận lợi cho mọi người chúng ta. Và xin cảm ơn cha và cảm ơn những cái chia sẻ của chị Tuyền rất là nhiều. Lúc nãy chị Tuyền nói một ý rất là hay và con rất là thích, là chị Tuyền ví lời kinh Nguyên Cô như là một chiếc điện thoại di động có thể là mang đi ở mọi lúc và có thể kết nối mẹ vào đời sống, cái sự sống thiêng liêng. Vậy thì thời đại này thì ai cũng mang cho mình một chiếc điện thoại rồi, ai cũng có cái kết nối để 4G, và như là cuộc trò chuyện của chúng ta không cần là ngồi gần nhau, chúng ta kết nối qua internet thì có thể kết nối được với nhau. Vậy thì cái mạng internet được xem là một cái xa lộ thông tin để kết nối tất cả mọi người, thì phải chăng lời kinh Nguyên Cô cũng là một cái sự kết nối nào đó mà con nghĩ là nó rất là linh thiêng. Vậy thì không biết là khi mà con đọc kinh Nguyên Cô thì con có thể kết nối với ai và kết nối với những người nào, thưa cha, để có thể cho chúng con biết thêm những kết nối này không? Kính thưa cộng đoàn, thầy Huy có nói đến một cái ý tưởng là kinh Nguyên Cô kết nối, hay là như chị Tuyền nói là cái điện thoại nó có mạng nên là nó kết nối được tất cả, thì cái này là hoàn toàn chính xác. Con xin chia sẻ một cách rất là cụ thể thôi. Ví dụ nhà dòng của chúng con là buổi tối đến buổi chiều là 6 giờ là chúng con có giờ kinh Nguyên Cô chung. Thế thì với giờ kinh Nguyên Cô chung, với cá nhân con luôn luôn cảm nhiệm được, ví dụ như trong ngày đôi khi chúng ta cũng có chuyện là chẳng lành, ví dụ vậy đi, với một người anh em nào đó thì tới giờ kinh Nguyên Cô mình ngồi mình đọc kinh chung với người anh em đó, thì con cảm thấy rằng là tất cả những cái trục trặc nó trở thành nó quá nhỏ bé, nó rất là nhỏ bé mà chúng ta có thể đón nhận được, chúng ta có thể bỏ qua rất là dễ dàng. Thế thì lời kinh Nguyên Cô đó là cái sự kết nối. Chúng ta nhìn vào cái chuỗi Nguyên Cô chúng ta cũng thấy đấy, chuỗi Nguyên Cô nối kết từng hạt từng hạt từng hạt, rồi cuối cùng là gắn với mẹ Maria, rồi thêm 5 hạt nữa là đến với Chúa. Kinh Nguyên Cô là sự kết nối, kinh Nguyên Cô là sự kết nối. Trong gia đình của chúng ta cũng sẽ thấy cái sự kết nối này rất là rõ ràng. Giáo hội cũng khuyến khích đồng viên các gia đình đọc kinh tối. Thế thì mỗi tối chúng ta có thể đọc 50 kinh hoặc ít là chúng ta đọc 10 kinh Nguyên Cô, chúng ta sẽ thấy sự kết nối. Chính mẹ Maria như một người mẹ nối kết tất cả các thành viên trong gia đình. Nếu gia đình của chúng ta có đọc kinh Nguyên Cô mỗi tối, hay là trong các giáo xứ toàn tòng đạo đức đó, đặc biệt là trong tháng 5 và tháng 10 đó, thì chúng ta thấy là đọc kinh các xóm, các tổ sống đạo, thì chính chuỗi Nguyên Cô mẹ Maria sẽ nối kết tất cả chúng ta. Tóm lại, kinh Nguyên Cô đó là phương thuốc, phương thế hữu hiệu nhất để nối kết các thành viên trong gia đình, trong khu xóm, trong giáo xứ lại với nhau, cùng với Đức Mẹ đưa đến với Chúa Giêsu. Con xin kính chào quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em. Chúng ta chuẩn bị bước vào giờ kinh Nguyên Cô suy niệm năm sự mừng. Và trong giờ kinh này xin được cầu nguyện cho tất cả quý ông bà và anh chị em, cầu nguyện cho các bệnh nhân, các cụ già, các tội nhân, các gia đình nghèo cũng như những gia đình đang gặp khó khăn. Cầu nguyện cho quý vị ân nhân của hội kinh Nguyên Cô còn sống hoặc đã qua đời, cũng như cầu nguyện theo tất cả những ý cộng đoàn xin khấn trong ngày hôm nay. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhân muôn lòng. Chúa ơi, khấn xin ngự đến đỗ tôn muôn ơn, phù dung chúng con. Xin
xin thương soi dẫn nhân tâm, đường theo thần khí bước trong bình an. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh tân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn, bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhân muôn lòng. Lạy Chúa, Chúa là đấng tròn tốt tròn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã ca lòng phan nghênh lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự. Con dốc lòng chưa cãi và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Trời vui lên đấng nhảy mừng, Chúa tôi đã sống lại. Nguyện xin cho xác hồn này Chúa thương cũng sống lại. Thờ kính Giêsu, Giêsu của nhân ai, thờ kính Giêsu, Giêsu của muôn đời. Thứ hai, Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ai một những sự trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà hồn phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà hồn phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giê-xu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Trời vinh quang Chúa ngự trị, hân hallelujah. Nguyện xin tâm trí này là hân theo câu tán tụng. Thờ kính Giê-xu, Giê-xu vua nhân ai. Thờ kính Giê-xu, Giê-xu vua muôn đời. Bà Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho đường lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giê-xu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà con phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trăm cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Một đêm vui thánh thần ngự xuống lao sao cõi lòng, lửa yêu thương thắp ngàn ngàn ánh sao đêm sáng ngời. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ai. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ bốn, Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nữa Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thường hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ Maria sáng hồn đường Chúa thương lên cõi trời, rồi mai đây đến ngày giờ ước mong ơn chết lại. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua nhân ai. Thờ kính Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Thứ năm, Đức Chúa Trời thương Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thương cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng. Nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời trong cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội lỗi chúng con, giữ gìn chúng con khỏi lửa hoa ngục, và đưa hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhân là những linh hồn cần Chúa thương xót hơn. Mẹ vinh quang giữa chiều thần hân Ave Maria. Mẹ ơi xin đôi nhìn đoàn chúng con yêu mến mẹ. Mẹ tin Giêsu, Giêsu vua nhân ái. Thờ tin Giêsu, Giêsu vua muôn đời. Lạy nữ vương, mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được thầy. Thân lạy mẹ, chúng con cháu Eva ở chốn cánh đầy kêu đến cùng bà. Chúng con ở nơi không lâu than thở kêu khẩn bà thương. Hỡi ôi, bà là chú bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khói đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phúng lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, diệu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sớm hùng mưu mà vây vùng không làm chuyện dù. Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Chúa gìn giữ người tăng cấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân đồ, đừng giao người cho ác tâm quân đồ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa để bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con khẩn nguyện mà gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua suy niệm mầu nhiệm Kinh Mân Côi năm Sử Mừng, xin Chúa chúc phúc lành cho tất cả cộng đoàn chúng con. Chúc phúc lành cho quý vị ân nhân của Hội Kinh Mân Côi còn sống hoặc đã qua đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Đây nhiệt tình vô cùng cao quý, nào chúng ta phụng bái tôn thờ. Và dấu tinh ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giáo quan không cảm thấy gì, dâng về Chúa Cha và Con Chúa lời tán dương mừng chúng vang hòa cùng.
bánh có đủ mỗi mùi thơm ngon. Chúng ta dâng lời cầu nguyện lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích mình và máu thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình thập giá và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con, Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Amen. Cho chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.